Thì cái bài này nói về lý thuyết xong Recording in progress. thì tôi cũng sẽ chiếu qua chiếu lại 2 lần video, sau đó các bạn test cái bài kiểm tra bằng trắc nghiệm. Vừa rồi thì các bạn là cũng làm rất là tốt đó. Thì còn sau cái bài này, bài sau nữa là thực hành về cái hô hấp, rồi sau đó là cái vấn tuần sau nữa là kiểm tra. Các em có thấy hình không? Dạ có thấy thầy. À rồi. Hôm nay là tôi sẽ cùng chia sẻ với các em về cái bài tạo thuận cho vận động ngồi và đứng. Thì cái vấn này rất là quan trọng sau khi đã làm thay đổi tư thế cái bài trước rồi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục, sau khi bệnh nhân có cái triệu chứng khả quan hơn thì bắt đầu chúng ta tập cho bệnh nhân ngồi đứng rồi đi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày như vậy. Những gồm có là tư thế đứng thẳng, vận động thân mình, vận động đứng thẳng và dịch chuyển. Trong cái toàn bộ bộ dung này thì có mấy cái lưu ý này. Thứ nhất là mình tập giai đoạn này phải sớm, sau khi đã có cái hồi phục dấu hiệu sinh tồn ổn định và bệnh nhân lan trở trên giường rồi thì bắt đầu chúng ta phải tiến hành. Và cái này nó sẽ làm rất là tốt, nó làm sẽ ảnh hưởng tích cực đến cái tuần hoàn máu và trương lực cơ, và bên cạnh nó sẽ làm nhanh đi cái quá trình độc lập của bệnh nhân. Và một cái lưu ý trong cái chỗ này là nó rất là quan trọng mặc dù nó nhỏ, đó là khi tập bệnh nhân ngồi đứng thì cái khoảng cách bên cái thành giường rất là quan trọng. Làm sao đó và sau này chúng ta sẽ để ý cái phần khi cho bệnh nhân nằm thì cái khoảng cách bên thành giường như nào để mình được ngồi dậy cho nó dễ. Bây giờ chúng ta vào bài hiện tại chúng ta cứ tưởng tượng là chập nó sẽ có cái mô hình nữa. Có cái trên băng video. Tôi nhắc đi nhắc lại một điều là đối với kỹ thuật, cái người chăm sóc cái tư thế đứng rất là quan trọng, nó tạo điều kiện cho thuận lợi trong cái kỹ thuật và cũng tạo điều kiện bệnh nhân thực hiện tốt, và cái thứ ba nữa là nó đảm bảo về tính chất an toàn. Ở trong cái bài này thì người chăm sóc phải đứng ở bên lành, người chăm sóc có thể hướng dẫn bệnh nhân nắm cái tay, hai cái tay 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 không liệt, tay lành sẽ nắm tay liệt như cái bài trước mình đã nói. Cái ngón tay số 1 hay gọi là ngón cái của tay lành nó nằm trong lòng bàn tay của tay liệt, thì chúng ta phải để ý cái điều đó. Và người giám sát hướng dẫn bệnh nhân luôn lấy cái chân lành để đẩy chân liệt xuống mặt sàn, và bệnh nhân có thể tự đẩy mình ngồi dậy. Dĩ nhiên bên cạnh đó có sự trợ giúp của người giám sát. Nãy tôi đã nói từ đầu là lưu ý trong những cái bệnh nhân này á, là vấn đề mà cái độ co của giường rất là quan trọng, cho nên là khi tập phục hồi chức năng phải để cái giường của bệnh nhân cái mức độ như thế nào đó mà hai cái bàn chân nó chạm được với cái sàn nhà. Nhưng các em đi bệnh viện thì sẽ thấy ở nhiều bệnh viện tôi mà bệnh viện phục hồi chức năng đó, nhưng mà do cái tình trạng là giường mình bị hư nhiều, do đó khi mình bổ sung giường nó không phù hợp, cho nên trừ bây giờ vẫn có một số giường là nó không đúng cái tiêu chuẩn. Chứ đúng tiêu chuẩn là họ ngồi thì hai cái chân đạt được cái chân dưới cái mặt sàn giường thì mới tập được. Và khi bệnh nhân ngồi dậy rồi thì phải ổn định để bệnh nhân có cảm giác an toàn. Đây là hình mô phỏng thôi. Hồi nãy là chúng ta đã ngồi bên cái ngồi trên cái giường mà bằng cách lăn qua bên liệt ở à bên lành, bây giờ chúng ta lăn qua bên liệt. Nhất người giám sát đứng về phía bên liệt của bệnh nhân, chúng ta nói hồi nãy là đứng bên lành bên trong bên liệt. Người chăm sóc đưa tay liệt của bệnh nhân ra phía trước của cơ thể. Cái này rất là quan trọng.
À, cái nằm á, thì cái tay kia có thể là cầm được, cho một cái này là mình phải chủ động đưa cái tay liệt vào phía trước cơ thể. Và cũng như động tác hồi nãy là hướng dẫn bệnh nhân co chân lại thành một cái khối và xoay về bên liệt. Và cũng động tác như vậy là bệnh nhân móc cái chân lành chân liệt để đãi xuống sàn. Rồi bệnh nhân dùng tay lành để tự ngồi dậy và có sự giúp đỡ của người chăm sóc. À, cũng cuối cùng là cái luôn luôn ổn định cái mức an toàn. À, tập những này chúng ta phải để ý cái vấn đề an toàn là trên hết. Thứ ba nữa là bài về vận động để đứng lên. Ừ. Thì khi bệnh nhân đã ngồi đó, từ bên liệt qua bên lành để ngồi dậy, rồi sau đó chúng ta để tập tập đứng sao rồi mới tập ngồi là cái sai, cũng như chúng ta thấy sinh lý của người mình đó lăn trường tới rồi bò rồi mới ngồi rồi mới chạy, chứ không không bây giờ ai mà chưa biết bò là chạy được. Họ hay ví von những cái nhà mà làm ăn thất bại do vội vã là nó là chưa chưa bò mà đã chạy. Nhà ấy như vậy là có nghĩa là phải theo từng tự về cái quy luật cuộc sống, nó áp dụng rất lớn trong này. Cho nên là hồi nãy chúng ta đã làm tập nằm ngồi dậy, bây giờ tập đứng. Và người chăm sóc đứng luôn về phía bệnh liệt bệnh nhân rồi. Đó, cái hai cái chân của bệnh nhân đó, luôn luôn đã được. Chúng ta tưởng tượng là khi đã tập đứng, có nghĩa là bệnh nhân đã ngồi dậy được rồi, chứ không phải nằm rồi mới ngồi dậy. Có nghĩa là nãy những cái bài đó bắt đầu liên tục theo đó, là sau khi đã ngồi dậy rồi thì bắt đầu chúng ta tiếp tục tập đứng. Tập đứng trong cái tình trạng là thứ nhất là đứng bệnh nhân liệt, thứ hai là cái chân mình đó, cái chỗ này xin lỗi đánh cái chữ bị sai, là hai cái bàn chân của bệnh nhân đó, là phải áp sát dưới mặt sàn và lùi vừa đủ. Chào em sẽ để ý trong cái thực hành đó, phần chân nó lùi sau của trong cái mép giường á, thì bệnh nhân không thể đứng lên được, vì đứng lên là sẽ bắt ngay cái cẳng chân vào với cái giường liền, và cái tư thế nó, cái mặt chân đế của cơ thể của bàn chân nó không rơi vào đúng và trọng tâm, bệnh nhân sẽ ngã. Cho nên cái này quan trọng lắm. Bàn chân phải được, hai cái bàn chân của bệnh nhân á phải được áp sát với mặt sàn là một, lùi vừa đủ và có khoảng cách để bệnh nhân đứng lên được. Cái này chúng ta phải để ý. Cái này không có một cái quy định kích cỡ gì cả, bởi vì người cao người thấp người chân nhỏ chân to khác nhau, cho chúng ta phải tự linh động. Cái thứ ba là để mà đứng lên được an toàn là chúng ta phải khóa gối bên liệt bệnh nhân. Khóa gối là bằng cách chúng ta đưa cái gối bên chân mình, hai cái gối, hai cái cản chân mình trụ cho cái chân liệt để mà đứng lên trong thần nhân ngã là như vậy. Rồi tiếp tục thì người chăm sóc sẽ đưa một tay giữ cái bả vai bên lành hay là cái mông của bên liệt. Bệnh nhân thì đặt cái tay lành lên vai, quàng qua cái tay vai của mình, của người chăm sóc, và để tạo một áp lực lên chân bệnh nhân, rồi nghiêng người bệnh nhân về phía trước một ít. Khi mà họ đã quàng cái tay gọi lên vai mình rồi, mình cứ tưởng tượng ấy. Rồi sau đó là muốn cho họ đứng lên là chúng ta phải nghiêng người về một trước một xíu. Đây cũng là một cái hình thức để mà giữ tư thế và mình đang đứng lên được, chứ còn mình ngồi đứng thẳng lên không bao giờ được. Và sau đó cả hai cùng đứng lên. Thì như vậy là chúng ta phải làm. Mà đề nghị cái động tác thứ sáu là chúng ta làm nó từ từ lên, đi từ từ lên nhưng mà dứt khoát, không có đứng dừng nửa chừng. Cái bài thứ tư là bài về dịch chuyển cơ. Trong này thì có một số bài tôi cũng không đưa vào, bởi vì thời gian không có nhiều, chỉ đưa những cái bài quan trọng. Cái bài dịch chuyển, có bài dịch chuyển thấp, dịch chuyển cơ của bệnh nhân trên cái giường,
thì chúng ta phải để ý. Thì trong cái dịch chuyển thấp, tôi nói trước về dịch chuyển thấp á, thì nó cũng giống dịch chuyển co nhưng mà cái ghế nó không có tựa, còn này nó có cái ghế có tựa thì như vậy. Người giám sát là đứng về phía bên liệt bệnh nhân, rồi đưa hai chân về phía sau và cái bằng chân cách nhau vừa đủ để xoay. Là người chăm sóc đưa cái hai chân của bệnh nhân về phía sau và bằng chân cách nhau vừa đủ để xoay. Chúng ta tưởng tượng như vậy. Đây cũng là cái để mà trọng tâm của cơ thể rơi vào mặt chân đế của bệnh nhân để tạo sự 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 thăng bằng. Cho nên chúng ta phải để ý điều đó. Và cũng một cái động tác, chúng ta luôn luôn nhớ khi mà tập cho bệnh nhân đứng, vì chân liệt nó chưa được trụ vững là luôn luôn phải khóa gối, cái không khóa gối là sẽ không thành công. Rồi cũng chúng ta đưa một tay xuống cái vai lần của bệnh nhân và giữ đặt đặt ngay sườn bả vai, còn tay còn lại là giữ cái phần mông hay gọi là phần xương chạo và bên liệt của bệnh nhân. Và bệnh nhân sẽ đứng dậy với thân nghiêng về phía trước vừa đủ, người chăm sóc cố định cái chân liệt bệnh nhân. Và chúng ta nhớ là khi dịch chuyển này thì trọng lượng cơ thể chuyển sang về bên liệt khi đứng, chúng ta nhớ điều đó. Vì cái trọng lượng tập dần cho cái bên chân liệt nó mạnh lên, nó tăng cái sức cơ lên, thì chúng ta phải tập trung cái trọng lượng đấy, về đó. Sau đó là chúng ta bệnh nhân được xoay người bằng chân lành và trọng lượng cơ thể chuyển sang chân lành. Xoay bên chân liệt thì có sự trợ giúp của người chăm sóc. Xoay qua xoay lại, xoay qua xoay lại để mà tạo cái lực mạnh cho tất cả cơ vùng liệt cũng như là tạo sự thăng bằng. Và bệnh nhân đặt tay vào một cái thanh thành ghế này là có tựa. Chúng ta nên nhớ thì có chữ tựa, thành ghế có tựa và ngồi xuống ghế có sự trợ giúp của người chăm sóc. Tôi nhắc lại là khi bệnh nhân ngồi xuống, đây là cái giai đoạn dịch chuyển co, cho nên khi ngồi xuống là cái ngồi chỗ cái thành ghế là phải có cái tựa co, có cái tựa. Bài thứ năm là bài về dậm chân. Thì chúng ta còn nhớ là trong cái phần trước chúng ta có tập cái bài dậm chân ở nằm trên giường ấy. Thì cái này cũng tiếp tục mục đích làm gì để mà tăng cái cảm giác cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân liệt thì mất cái cảm giác rất nhiều, bây giờ làm động tác dậm chân để mà tăng cái cảm giác. Hồi nãy là lúc bài học trước là chúng ta nằm tập dậm chân trên cái này, trên giường, bây giờ là dậm chân là dưới sàn nhà. Cũng như vậy, người chăm sóc là ngồi bên liệt của bệnh nhân và cái chân, hai chân của bệnh nhân luôn luôn tiếp xúc với sàn nhà, chúng ta nhớ điều đó. Và tư thế bệnh nhân ngồi trên giường, người chăm sóc nắm lấy cái đùi và cái bàn chân của bên liệt của bệnh nhân để mình giữ kỹ. Và sau đó là chúng ta sau khi nắm cái đùi và cái bàn chân rồi, chúng ta đưa cái chân bệnh nhân lên dậm xuống sàn nhà để nhân có sự trợ giúp. Là đây là một hình thức mà nó làm cho tăng cái sự cảm giác lên. Và người chăm sóc một tay chặn cái đùi, tay nắm phần cổ chân rồi ấn mạnh cái gót chân xuống nền nhà, có sự phối hợp của bệnh nhân đó. Chúng ta cứ làm lên làm xuống như vậy, chúng ta sẽ chặt sẽ thấy cái hình ảnh thì nó sẽ hiểu ngay. Bây giờ nhiều lúc chúng ta không hình dung được. Bài tập trụ chân, bài tập này rất là quan trọng ở trong quá trình điều trị, là trụ cái chân để mà bệnh nhân vẫn sau đó là tập đứng và tập đi lại. Người chăm sóc đứng về phía chân bên liệt bệnh nhân, người chăm sóc một tay thì giữ cái khung chạo bên lành, một tay cố định khớp gối bên liệt và bệnh nhân quàng tay liệt qua vai người chăm sóc. Đó là những cái tư thế bất chi bất dịch luôn luôn chúng ta phải làm để đảm bảo sự an toàn cho bệnh nhân. Sau đó là dồn cái trọng lực qua chân liệt, sau đó dồn trọng lực qua chân lành. Chúng ta tập như vậy, tập trụ.
Một cái động tác nữa là chúng ta làm gia tăng sức mạnh của cơ liệt, là người chăm sóc giữ thẳng cái gối bị liệt. Cái gối bị liệt là phải thẳng khi mà đứng, và bệnh nhân dùng chân lành bước lên trên rồi bước xuống dưới, lặp đi lặp lại nhiều lần, và lúc này trọng lượng sẽ dồn về phía chân lành. Thì chúng ta đây là gia tăng cái sức mạnh của cơ bị liệt thì phải làm như vậy. Nhớ luôn luôn mấy cái động tác, thứ nhất là gối phải thẳng, gối của bệnh nhân bên chân liệt đó. Và dùng chân lành tập bước lên rồi bước xuống, bước lên bước xuống, thì lúc này đó là cái chân liệt nó sẽ trụ, cho nên chúng ta phải giữ cho nó thẳng. Khi bước lên xuống như vậy thì trọng lượng nó dồn qua bên chân lành, nhưng mà cái chân liệt lại chân trụ để mà chân kia bước lên bước xuống. Chúng ta để như vậy để mà tăng cái sức cơ cho chân liệt. Bài tập dán đi với gãi thì người chăm sóc đứng bên liệu nhân, người chăm sóc hướng dẫn bệnh nhân cầm cây gậy bên tay lành. Chúng ta biết rồi là mỗi người có một cái cơ thể, cái chiều cao khác nhau, nhưng mà khi họ ở ngoài thị trường họ làm gậy á, bây giờ gậy có 3 trụ 4 trụ chân cũng có, nhưng cái chiều cao á, chỉ họ có những cái nắp để mà phù hợp cho mỗi người. Thì chúng ta lưu ý là khi mà tìm cho bệnh nhân một cái cây gậy để chống để mà đi đi tập á, thì cái cây gậy cái chiều cao của nó là tính từ cái dưới chỗ trụ đến cái tay cầm, từ cây tay cầm của cánh tay đó nó hợp với cái cẳng tay hợp với cái cánh tay tạo ở góc khuỷu đó, góc khuỷu là một góc mà trang 40 đến 150 độ. Thì là đó là cái tìm cái gậy như nào là phù hợp. Chúng ta nhớ điều này, với nhiều lúc là đưa cây gậy mà thấp quá thì bệnh nhân phải cúi xuống làm mất thăng bằng, bệnh nhân là không thể đi được. Còn nếu mà đưa cây gậy cao quá, cao so với cái lần đi là phải nhón, mà nhón như vậy thì cái lực nó không dồn vô được cái trọng tâm của cái chân liệt, là tạo cái tập thứ nhất là cái thế đi là xáo, thứ hai nữa là nó làm yếu do cái cây cơ bên liệt. Cho nên chúng ta cố gắng là chọn đúng, nhớ luôn luôn từ cái gáp là một cái gáp là từ cái chỗ mà cầm tay, cái cầm cái tay mà cầm cái gậy á, phối hợp với cái cẳng tay rồi phối hợp với cánh tay tạo một cái gáp khuỷu là 140-150 độ. Thì chập nữa tôi sẽ chỉ trên cái hình ảnh cho em thấy, và đặt gậy thẳng song song với hướng chân lành. Chúng ta luôn khi mà đi là vậy á, là cái gậy nó đứng bên chân lành và nó nằm song song, mà chứ không được đặt phía trước, mà đặt luôn luôn song song với bên chân lành. Sau đó là mỗi lần đi á, đầu tiên là chúng ta đưa gậy về phía trước một cách khoảng cách phù hợp, tùy theo cái xả tay của mỗi người bệnh nhân. Sau khi mà đưa cái gậy về phía trước rồi là một cái trụ rồi đó. Một cái trụ giúp, thì bắt đầu là người chăm sóc sẽ đưa chân liệt của bệnh nhân về phía trước. Mà muốn vì chân đang bị liệt là đi rất là khó khăn, cho nên là người chăm sóc phải dùng tay khóa gối chân liệt để mà bệnh nhân có thể là không bị gập gối. Vì gập gối là bệnh nhân mất thăng bằng sẽ té ngay, cho nên là phải khóa gối rồi bệnh nhân đưa chân chân liệt lên. Rồi sau đó tự bệnh nhân sẽ đưa chân lành lên ngang bàn chân liệt, lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho nên em thấy là mỗi lần ai mà tập đi, cái động tác đầu tiên là đưa cái đi với gậy là cây gậy đi trước, sau đó là chân liệt bước lên và chân lành bước cuối cùng, và chân lành là chân liệt song song trên cái mặt đất là song song với nhau. Đó, chúng ta phải để ý điều đó. Chứ có nhiều lúc ở đây có nhiều em học xong rồi mình quay cứ cho nhân tập đi là đi chân chân lành trước là nó không đúng. Thì cái này tôi cũng xin lưu ý cho các bạn. Rồi một cái bài nữa là cái bài cuối cùng đây là tập lên xuống cầu thang. Thì tập lên xuống cầu thang là chỉ cho đảm bảo về cái tính an toàn trên hết. Chúng ta phải để ý điều đó. Một lần mà làm mất an toàn đối với bệnh nhân, thứ nhất là làm ảnh hưởng
đến sức khỏe của bệnh nhân, sẽ gây ra những cái chấn thương sau này rất là nguy hiểm. Cái thứ hai về tác động tâm lý là bệnh nhân lần sau họ không tập nữa, bởi vì thấy mà mình hướng dẫn không an toàn là họ không tập, mà như rất là một sự thất bại. Cho nên làm thì làm phải đảm bảo được sự an toàn. Thì muốn rứa thì chúng ta làm cái gì? Là thứ nhất là người chăm sóc một tay nắm giữ xương chậu bên lành có bệnh nhân, tay còn lại giữ vùng khoeo mặt trước gối của bên liệt. Cái đi xuống á, thì nó khó hơn. Là khi đi xuống cầu thang á, thì chân liệt đi trước, chúng ta nên nhớ chân Dạ lành ơi, đi sau. tôi làm Mục này. đích chân lành đi sau rằng là chân khỏe để làm tạo như một cái hõm lực lại. Nếu có vấn đề chi thì có thể khựng lại được. Chúng ta lưu ý đi xuống cầu thang. Nhiều em lý luận là chân liệt phải đi đi sau. Để chăng những cái chỗ mà đi cầu thang á, thường mấy cái chỗ mà cái khoa phục hồi chức năng nhiều nơi là làm á, làm cầu thang luôn luôn là hai cái thanh song song hai bên, hai cái lan can vịn hai bên, để mà bệnh nhân cần nhanh chóng đặt. được chưa? Dạ rồi, giờ thấy rồi thầy. À Được tư thế đứng thẳng, đặc biệt là trong giai đoạn sớm. Mục đích của bài tập này là để bệnh nhân có thể nhanh chóng vận động ở tư thế ngồi bên cạnh giường và tư thế đứng thẳng. Vị thế đứng thẳng có ảnh hưởng tích cực đến tuần hoàn máu và chân ngực cơ, đặc biệt là chân. Tư thế ngồi và đứng giúp tạo thuận cho hoạt động vận động, thúc đẩy sự độc lập của bệnh nhân và tham gia vào những hoạt động hàng ngày của họ. Bệnh nhân bắt đầu ở tư thế nằm ngửa trên giường. Chú ý, cần khoảng cách từ bệnh nhân đến thành giường phải chú ý. Người chăm sóc đứng ở phía bên lành. Người chăm sóc trợ giúp bệnh nhân dùng tay lành nắm giữ tay liệt. Hai chân bệnh nhân co lại. Thể bệnh nhân từ ngực cuối lăn qua phía bên lành. Các em coi một lần sơ lược, sau lần hai tôi sẽ phân tích lại cái rồi Chân chúng lệch ta. mắt phía dưới chân liệt và đẩy nó ra cách giường. Bệnh nhân có thể tự đẩy mình ngồi dậy với khuỷu tay lành. Ngay khi bệnh nhân ngồi dậy, phía bên liệt của họ phải được giữ ổn định ngay lập tức để họ cảm thấy an toàn. Đưa tay liệt ra phía trước. Hai chân co lại. Xoay cơ thể thành một cái lăn về phía bên liệt. Chân lành móc phía dưới chân bị liệt và đẩy nó ra mép giường. Bệnh nhân có thể tự đẩy mình ngồi dậy với bàn tay lành. Ngay khi bệnh nhân ngồi dậy, phía bên liệt của họ phải được giữ ổn định ngay lập tức để họ cảm thấy an toàn. Thả lỏng chân được móc. Những cái bài này thì mình cho qua đấy, mình Đứng không dậy cần phía bên học. liệt. Xin lỗi em, cái bài này thì nó nhiều quá cho nên là Người chúng chăm ta sóc dịch chuyển căn bệnh sao cho phù hợp với hướng của chuyển giao của bệnh phía bên liệt. Bệnh trước bệnh nhân, bàn chân bệnh nhân đặt áp sát mặt sàn và lùi ra phía sau vừa đủ. Người chăm sóc khóa chân bên liệt thế khiến việc đứng lên trở nên khó khăn hơn. Đây. Chú ý Chúng đến chân ta và nhịp độ chính xác khi đứng lên. chú ý Khi cái đứng đoạn lên, này. đặt trên thân phải nghiêng về phía trước để tạo áp lực lên bàn chân. Việc đứng lên cần được thực hiện từ các độ cao khác nhau. À, chúng ta chú ý cái đoạn này. Người chăm sóc đứng ở bên liệt,
chéo một chút về phía trước bệnh nhân. Bàn chân bệnh nhân đặt áp sát mặt sàn và lùi ra phía sau vừa đủ. Người chăm sóc có chân liên liệt của bệnh nhân bằng vú của mình. Người chăm sóc đưa một tay xuống phía dưới cánh tay lành của bệnh nhân và giữ xương bả vai, tay còn lại giữ vùng mông phía bên liệt. Bệnh nhân đặt bàn tay lành của mình lên vai người chăm sóc để tạo áp lực lên bàn chân, phần thân trên nghiêng về phía trước một chút. Khi người chăm sóc và bệnh nhân thực hiện xong, cả hai cùng ngồi đứng thẳng lên cùng nhau. Sẽ được thực hiện ngược lại để bệnh nhân ngồi xuống vị trí. Việc nghiêng thân trên về phía trước là đặc biệt quan trọng để kiểm soát bệnh nhân trở lại tư thế ngồi. Cái bài này chúng ta cho qua, chỉ dịch cho con thôi hiện. Chuyển động xoay không được gây đau. Bàn tay còn lại, người chăm sóc cố định vùng mông bên liệt bằng tay còn lại. Di chuyển. Đây, cái bài này chúng ta để ý. Các chức năng của bệnh nhân tham gia ở mức độ cao. Bảo tượng cho bản thân. Bệnh nhân phải đứng dậy an toàn nhiều lần trước đó. Di chuyển cao là cần thiết nếu như có tay vị hoặc có nhiều yếu tố không phù hợp với dịch chuyển thấp. Đầu tiên, việc dịch chuyển được thực hiện qua phía bên lành. Để tạo thuận cho đứng lên, bàn chân bệnh nhân phải đặt đủ xa ra phía sau. Người chăm sóc dùng gối của mình vào gối bên liệt của bệnh nhân. Người chăm sóc đưa một tay xuống phía dưới cánh tay lành của bệnh nhân. Người chăm sóc đưa một tay xuống dưới cánh tay lành của bệnh nhân và giữ xương bả vai, tay còn lại giữ mông phía bên liệt. Bệnh nhân có thể vịn vào lưng của người chăm sóc bằng tay lành. Bệnh nhân đứng dậy với thân chân nghiêng ra phía trước vừa đủ. Người chăm sóc phải luôn luôn cố định với bệnh nhân vì trọng lượng cơ thể chuyển sang bên liệt khi đứng lên. Bệnh nhân xoay bàn chân lành về phía giường. Bây giờ trọng lượng sẽ quay trở lại bên chân lành. Bàn chân bệnh liệt được xoay sang bên với sự trợ giúp của người chăm sóc. Nếu cần thiết, những bước này có thể lặp lại nhiều lần. Khi ngồi xuống, bệnh nhân nên giữ vào tay vịn và ngồi xuống chậm chạp trong khi giữ phần trên nghiêng về phía trước vừa đủ. Việc tạo thuận cho những hoạt động chi trên một cách hiệu quả nhất. Cái này thì có thể mình cho qua. Cái này thì mình cho qua thì và chuyển động tròn để kết hợp bạn. Khi nắm giữ cặp tay của bệnh nhân, người chăm sóc cùng tay nắm giữ cánh tay bên liệt và tay phải cùng với cách nắm giữ tương tự, bàn tay bệnh nhân được vận động sang. Rồi, bây giờ các em sẽ xem tiếp cái video thứ hai. Đấy. Cái những cái đoạn này thì chúng ta cũng không cần lưu ý, mà video thứ hai thì sẽ nói về cái tạo thuận hoạt động chi dưới, trong đó có cái bài là dậm chân, rồi cái bài là các cái tư thế của bài tập chân trụ, rồi bài tập đứng lên, rồi cái một cái bài nữa các em xem tiếp video thứ hai. Cái phần mặc áo chúng ta cũng cho qua hệ. Mấy cái này thôi chúng ta cho qua. Bằng cách chuyển trọng lượng từ chuẩn bị cho bệnh nhân đi bộ trở lại. Động tác đứng thẳng có tác động kích thích đến trung nhĩ cơ, tạo dựng cho tư thế và các vận động sinh lý để kích thích được sự cân bằng. Đầu tiên, phải tăng sự vững vàng cho chân trụ. Luôn phải ghi nhớ rằng chân trụ trước rồi đến chân còn lại. Trình tự bài tập bắt đầu với tư thế ngồi, với một vài bài tập để cải thiện cảm giác, có thể tăng độ khó cho tất cả các bài tập bằng cách chuyển thế cao hơn để
để gia tăng áp lực cho chân. À, chúng ta lưu ý bài này. Người chăm sóc trợ giúp chân bằng cách nắm lấy đùi và bàn chân của bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân bắt đầu tập mạnh bàn chân xuống sàn nhà cùng với sự trợ giúp của người chăm sóc. Tiếp theo là tập trung vào cảm giác. Người chăm sóc ấn tay lên đùi và đẩy mạnh gót chân xuống sàn nhà. Bài tập tiếp theo giúp bệnh nhân thư giãn cơ. Người chăm sóc nâng chân liệt lên vài cm so với sàn nhà và thả ra. Bệnh nhân phải cảm nhận thấy điều này. Chân bị liệt, đặt chắc chắn trên sàn nhà và được người chăm sóc trợ giúp nếu cần thiết. Yêu cầu bệnh nhân nâng chân lành để đứng vững. Trong quá trình này, người chăm sóc sẽ cố định chân liệt. Tiếp theo, bệnh nhân quay chân lành một vòng và đặt chân xuống. Cái kỹ năng về tập các cái cản chân này thì các em tham khảo thôi. Đi. Sau đó, bệnh nhân dùng chân vẽ một vòng lớn về phía bên ngoài và đặt chân về vị trí cũ. Chân vẽ một vòng lớn về phía bên ngoài và đặt chân về vị trí cũ. Đây phần này phần. Đây phần này phần quan trọng các em phải để ý. Người chăm sóc sử dụng một tay để giữ được kích thích hoạt động cơ. Tay còn lại giữ quanh vùng xương chậu. Bàn tay liệt của bệnh nhân được treo lên trên hoặc vòng qua tay của người chăm sóc. Lúc này trọng lượng cơ thể của nhân chân liệt và sau đó dừng lại về phía chân lành. Bàn chân bệnh nhân phải giữ nguyên. Tăng cường độ của bài tập, bệnh nhân tập bước lên phía trước và phía sau với chân lành. Người chăm sóc đứng ở phía bên liệt, giữ chắc gối bằng một tay và tôn trọng với tay còn lại. Khớp gối cần được giữ thẳng và chắc. Bệnh nhân bước lên phía trước và ra sau với chân lành và lại giữ thẳng gối. Tập cơ thể của mình phía chân lành. Lúc này người đến mức khiến bệnh nhân tự động bước đi. Liệt phải đặt mặt phía trước để thay đổi vị trí khởi phát. Lúc này bệnh nhân phải đưa chân liệt lên phía trước, duỗi thẳng, bước lên trước và quay trở lại phía sau chân liệt. Bệnh nhân phải tập đặt mặt phía trước và bước về đằng sau một bước lớn. Hai bàn tay lúc này được đặt bên cạnh nhau. Đây, bài này rất là quan trọng. Bệnh nhân bắt đầu ở tư thế bước đi, với
với chân liệt của bàn trước. Người chăm sóc một tay nắm quanh chân chậu và đặt tay còn lại vào bàn khoeo. Bệnh nhân đứng với tư thế chân khuỵu mở rộng và dồn trọng lượng lên chân liệt. Bệnh nhân bước một bước lên trước với chân lành. Bệnh nhân di chuyển tay bám vào giường ra phía trước và đưa chân ra trước. Khi bệnh nhân bước lùi lại, thay vì để tay vào bàn khoeo, người chăm sóc bàn tay đưa mắt chân lên liệt và hướng cho chân bước lùi lại với cú gập vừa đủ. Bệnh nhân lúc này có thể chuyển trọng lượng cơ thể ra trước, bước lên trước và lùi lại sau với chân liền. Nhân có thể tăng cường độ tập luyện với việc bước lên bậc. Như trước đó, người chăm sóc chậu giúp gối và xương chậu. Bệnh nhân chuyển trọng lượng cơ thể ra trước và đặt chân lên trên bậc. Để bước xuống, người chăm sóc giữ vững cổ chân của bệnh nhân và kéo chân ra phía sau. Làm lại những bước tương tự với chân lành và bệnh nhân đứng thẳng lên. Giờ phần tập chắc đi đó. Thứ nhất là ta sẽ xem cái bài là tập đi với gài đó. Anh thấy cái gài luôn luôn đi trước rồi chân liệt tới chân lành. Tập bước tung, đây là tập lên xuống cầu thang. À. Người chăm sóc giữ vững bệnh nhân bằng một tay và giữ xương chậu với tay còn lại. Khi đi xuống cầu thang, chân liệt đi trước để chân lành có thể khoanh lại tốt hơn. Người chăm sóc có thể dùng gối của mình để giữ gối của bệnh nhân. Khi lên cầu thang, chân lành đi trước và chân liệt theo sau với sự trợ giúp của người chăm sóc. Khớp gối lúc này được ổn định trở lại. Các em đã xem cái video rồi đó. Bây giờ tôi sẽ xem lại một lần nữa rồi. Dạ. Các em nghe các xem có rõ không ạ? Dạ có thầy. Rồi, cái chuyện tới cái lần thứ hai chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Là phần tạo thùng vận động ha, ngồi và đứng. Chúng ta nhớ luôn luôn tư thế của bệnh nhân cần nhanh chóng đặt những tư thế đứng thẳng, đặc biệt là trong giai đoạn sớm. Mục đích của bài tập này là để vận động ở tư thế ngồi bên cạnh giường và tư thế đứng thẳng. Vị thế đứng thẳng có ảnh hưởng tích cực đến phần mặt móng và chân ngực cơ, đặc biệt là chân. Tư thế ngồi và đứng giúp tạo tập cho việc tự động, thúc đẩy sự độc lập của bệnh nhân và tham gia vào những hoạt động. Bệnh nhân bắt đầu ở tư thế nằm trên giường. Chú ý cần khoảng cách từ bệnh nhân đến cạnh giường. Người chăm sóc đứng ở phía bên lành. Người chăm sóc trợ giúp bệnh nhân dùng tay lành nắm tay liệt. Đó, chúng ta thấy không? Bệnh nhân co lại. Tay lành nắm tay liệt, ngó cái đưa vào trong. Xoay cơ thể bệnh nhân thành một khối, lăn qua phía bên lành. Chân lành móc phía dưới chân.
chân liệt và đẩy nó ra mép giường. Bệnh nhân có thể tự đẩy mình ngồi dậy với khuỷu tay lành. Luôn luôn là ngồi dậy, phía bên liệt của họ phải được giữ ổn định ngay lập tức để họ cảm thấy an toàn. Đưa tay liệt ra phía trước. Anh thấy mép giường khoảng cách vừa đủ từ đây đến đây ha, để bệnh nhân trở người qua được. Thì những lúc chúng ta để nằm sau bên trong sau. Xoay cơ thể thành một cúi lăn qua phía bên liệt. Chân lành móc phía dưới chân bị liệt và đẩy nó ra mép giường. Bệnh nhân có thể tự đẩy mình. Ngay khi bệnh nhân ngủ dậy, phía bên liệt của họ phải được giữ ổn định. Tay hai cái chân ngồi lại, hai chân tiếp xúc với cái sàn đất, cái sàn nhà liền. Dạ. Lại từ đầu nhất cho coi lại cái video lên luôn từ đầu. À, đúng rồi. Dạ. 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 Mất rồi anh đi, chạy chạy em thấy được rồi đó, đỡ hơn rồi đó. Các em thấy rõ rồi nhỉ? Dạ thấy rõ thầy. Vâng. Xoay cơ thể bệnh nhân thành một cúi lăn qua phía bên lạnh. Dạ nghe được thầy. Rồi, thành thật anh xin lỗi các em. Dạ dạ không có gì thầy. Recording in progress. Bệnh nhân có thể mình ngồi dậy với bàn tay lành. Khi bệnh nhân ngủ dậy,
cái tâm niệm của họ phải được giữ ổn định ngay lập tức để họ cảm thấy an toàn, thả lỏng chân được. Cái đoạn này thì thôi chúng ta không cần xem. Đây, cái đoạn này chúng ta để ý. Đó, anh để hai bàn chân. Đó, thấy chưa, vừa đủ. Rồi các em sẽ xem qua cái di chuyển cao mà. Và dịch chuyển mông về phía bệnh nhân sang viền trước đó. Đây, di chuyển cao. Nếu như có tay vị hoặc có nhiều yếu tố khác. Để tạo không cho đứng lên, bàn chân bệnh nhân phải đặt đủ xa ra phía sau. Để chăm sóc đường cuối của mình có với bên miệng của bệnh nhân. Để chăm sóc đưa một tay xuống về phía cánh tay lành của bệnh nhân. Để chăm sóc đưa một tay xuống về cánh tay lành của bệnh nhân. Và giữ xương bảo vai, tay mông phía bên miệng. Có lưng của một chăm sóc bằng tay lành. Nên đứng dậy, chân lên ra phía trước. Để chăm sóc phải đưa bệnh nhân. Để chăm sóc cơ thể sẽ chuyển sang bên miệng. Khi đứng lên, bệnh nhân xoay bàn chân lành về phía giường. Bây giờ trọng lượng sẽ quay trở lại bên chân lành, đặt chân bệnh viện xoay sang bên với sự trợ giúp của chăm sóc. Nếu cần thiết, hiện mức này có thể lặp lại nhiều lần. Khi ngồi xuống, những hoạt động chi trên một cách hiệu quả nhất khi bệnh nhân ít nhằm làm cho tất cả các chức năng và trở nên dễ dàng hơn. Bệnh nhân cần chủ động tham gia tất cả và chủ động thực hiện các động tác đó. Điều quan trọng là tất cả các động để chống bất cứ áp lực nào lớn nào. Người chăm sóc người với bên người của bệnh nhân phải làm sao đây? Cái này để em biết thôi hiện. À, các em sẽ qua cái bài thứ hai. Em có thấy trên màn hình không ạ? À? Alo. Dạ thấy thầy. Dạ. Cái này phần này cũng qua luôn. Chiếc quần và thả ra. Bệnh nhân phải tập trung vào cảm giác. Người chăm sóc. Người chăm sóc trợ giúp chân bằng chân. Đây. Phần này quan trọng. Các em cần phải xem. Yep.
Đây, tạo cảm giác. Cái này làm để tạo cảm giác đây các bạn. Bài tập tiếp theo giúp bệnh nhân thư giãn cơ, người chăm sóc nâng chân liệt lên vài cm so với phần này và thả ra. Bệnh nhân phải cảm nhận cái điều này. Cái này các em biết thôi chứ cái bài này nãy cũng không có hướng dẫn. Thì như đã ban đầu đã nói là thời gian nó ít quá, nên chúng ta chỉ nắm những cái bài tính thôi. Chỗ này là chúng ta cũng chỉ biết thôi. À, bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài dịch chuyển hả? Đây, những cái bài này là quan trọng, các em phải xem. Nghe rõ chưa Bình Trạng hả? Alo. Dạ nghe rõ thầy. À, để tăng cường độ của bài tập, bệnh nhân tập bước lên phía trước và ra sau với chân lành, mình chọn cái bên liệt, thắt cúi bằng một tay và trân trọng với tay còn lại, thắt cúi cần được giữ thẳng và chắc. Bệnh nhân bước lên phía trước và ra sau với chân lành, thẳng cúi. Cơ thể của bệnh nhân chân lành. Chân liệt được đặt ở phía trước để thay đổi vị trí khởi phát. Lúc này bệnh nhân sẽ đưa chân liệt lên phía trước, giữ thẳng, bước lên trước và quay trở lại phía sau chân liệt. Bệnh nhân chuyển trọng lúc và bước về đằng sau bước lớn. Đây đang tập trụ cái chi tiết đó. Đặt thêm một bậc thang để nâng cao bài tập. Chân liệt được đặt chắc chắn lên sàn. Bệnh nhân bước lên bằng chân lành và bước xuống. Bệnh nhân chuyển trọng lực sang phía bên chân liệt, bước lên và bước xuống. Khi bước lên bằng trọng lực cơ thể sẽ được đặt chân liệt. Bệnh nhân bắt đầu ở tư thế bước đi với chân liệt ở đằng trước. Người chăm sóc một tay nắm quanh phần trung chậu và đặt tay còn lại vào khung khoeo. Bệnh nhân đứng với tư thế chân hơi mở rộng và dồn trọng lực lên chân liệt. Bệnh nhân bước một bước lên trước với chân lành. Bệnh nhân di chuyển tay bám vào giường ra phía trước và đưa chân ra trước. Khi bệnh nhân bước lùi lại, thay vì để tay vào khung khoeo, người chăm sóc đặt tay lên chân liệt và hướng cho chân bước lùi lại với bước vừa đủ. Này có thể chuẩn chọn một cơ thể ra trước, bước lên trước và lùi lại sau với chân liệt. Rồi anh thấy cái tay kéo lại, kéo cái cẳng chân của bên liệt lại. Bệnh nhân có thể tăng cường tập luyện với việc bước lên bậc. Như trước đó, người chăm sóc chậm giúp gối và xương chậm. Bệnh nhân chuyển trọng lượng cơ thể ra trước và đặt chân lên trên bậc để bước xuống. Lựa dụng cổ chân của bệnh nhân và kéo chân ra phía sau. Làm lại những bước tương tự với chân lành và bệnh nhân đứng thẳng lên.
Những cái bài bước chân lên bục này tôi không có nói tới, bởi vì cái những bài chính thôi. Đấy. Cho nên là cái bước lên bục là tăng cường thêm cho cái sức mạnh của chân thôi. Bây giờ chúng ta xem bài tập chấm đi. Đây, đi vừa gãy. Đây, góc 140, 50 độ này. Tay còn lại còn qua sân chậu. Bệnh nhân nhìn thẳng về phía trước và đi bước đầu tiên. Gãy đi trước. Bệnh nhân di chuyển chống hoặc tay ra phía trước. Tới chân liệt, có tới chân lành. Gãy đi trước, tới chân liệt, nó tới chân lành. Thứ tự đó. Các anh nhớ cái thứ tự đó. Nó góc 140 độ đến 150 độ giữa cái cửa tay để mà nó vừa. Gãy đi trước, tới chân liệt, tới chân lành. Người chăm sóc dụng đối bệnh nhân bằng tay và giữ sân chậu bằng tay còn lại. Để chân lành có thể khâm lại tốt hơn, người chăm sóc có thể dùng đũa của mình để giữ đũa của bệnh nhân. Khi lên cầu thang, chân lành đi trước và chân lành theo sau với sự trợ giúp của người chăm sóc. Tốc đũa lúc này được ổn định trở lại. À, như vậy là các em có nghe rõ không ạ? Dạ nghe rõ thầy. À, thế vừa rồi là các em đã nghe nói về lý thuyết cũng như về coi lại cái thực hành video. Mặc dù tôi cũng xin lỗi là vì do cái đường truyền của bệnh viện nó không được. Dạ thầy ơi, lớp hiện tại là web được rồi thầy. Rồi rồi. À, tương tác hả? Rồi. Dạ dạ. Tạm biệt các em tuần sau thứ ba 2 giờ chúng ta gặp lại. Thôi chào các em nghe. Yeah. Dạ dạ, cảm ơn thầy nhiều ạ. Lớp chào thầy ạ. Rồi. Rồi thông cảm nhé.
Yeah.